Kính chào quý khán giả đến với chương trình Vận hội cho dân tộc. Ngọc Tuyết trở lại chương trình hôm nay với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Cộng sản Trung Cộng thì hiện tại bây giờ họ cũng hay quấy nhiễu Biển Đông. Và vì thế, chính phủ Hoa Kỳ đã có những cái hành động gần giống như là muốn thân thiện với Việt Nam. Thì những cái bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo đưa lên để trình với hành pháp và lập pháp về những cái vi phạm này, nó có ảnh hưởng gì đến cái đường lối chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam không, thưa tiến sĩ? À vâng, những cái lợi ích về địa chính trị thì chắc chắn ảnh hưởng chứ. Đặc biệt là hiện nay dưới hành pháp Trump thì đang hình thành một chiến lược gọi là bộ tứ, tức là bốn cái quốc gia lớn gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật đóng cái vai trò trụ ở Biển Đông để đẩy lùi, không những Biển Đông mà còn toàn vùng Thái Bình Dương và Á Châu, để mà đẩy lùi cái ảnh hưởng và sự lấn lướt của Trung Cộng. Ngoài cái bộ tứ này ra thì Tổng thống Trump cũng đang kéo thêm ba quốc gia nữa phụ vào, tức là có những bảy quốc gia liên minh với nhau, trong đó có Việt Nam, Malaysia và Tân Tây Lan. Thành ra đương nhiên là hành pháp Trump sẽ phải cân nhắc, đây là một, Việt Nam là một cái đồng minh mà Hoa Kỳ đang muốn lôi kéo, thì có lẽ là cũng không muốn mà nặng tay quá về Việt Nam về cái lĩnh vực tự do tôn giáo. Chính bởi vậy mà Quốc hội Hoa Kỳ đã giao cho Ủy hội Hoa Kỳ để mà không bị thiên lệch vì những cái ảnh hưởng về quyền lợi địa chính trị khác, mà chỉ thuần túy tập trung vào cái lĩnh vực tự do tôn giáo mà thôi. Do đó cái ủy hội này được giao trách nhiệm là lập cái danh sách của những nạn nhân bị đàn áp tôn giáo ở một số quốc gia mà ủy hội này xét thấy là cái tình trạng đàn áp tôn giáo một cách hết sức là nghiêm trọng, và trong đó có Việt Nam. Việt Nam được xếp hạng một trong 14 quốc gia có cái tình trạng đàn áp tôn giáo nghiêm trọng nhất trên thế giới. Thành ra cái danh sách này nó sẽ là một cái chỉ dấu cho Quốc hội Hoa Kỳ và hành pháp Hoa Kỳ để quyết định rằng Việt Nam có vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng hay không. Khi mà có cái danh sách dài thường thượt những nạn nhân về đàn áp tôn giáo, rất khó để cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích rằng cái tình trạng nó chưa đến độ nghiêm trọng để mà đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Thì đấy chính là cái mục tiêu của cái đạo luật gọi là cái đạo luật tự do tôn giáo quốc tế. Frank Cựu Dân Biểu Wolf là tác giả của cái đạo luật đầu tiên được thông qua năm 1998. Cái đạo luật thứ hai là đạo luật bổ sung được ban hành cuối năm 2016. Thì trong cái đạo luật bổ sung này có cái điều khoản giao cho Ủy hội Hoa Kỳ để tự do tôn giáo quốc tế trách nhiệm và cái thẩm quyền để mà lập cái danh sách các nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành thời gian hôm nay chia sẻ. Vâng, Ngọc Tuyết xin cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Vận hội cho dân tộc. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào.